Tôi bị cao huyết áp vô căn và suy tim độ 1 thì tôi có thể sử dụng sâm cau và nấm tỏa dương có được hay không? Nếu được thì liều lượng ngâm rượu như thế nào? Xin tư vấn giúp tôi ạ. Chào bạn, bạn bị cao huyết áp, suy tim độ 1 thì bạn không nên dùng các loại rượu, kể cả rượu thảo dược, bởi vì rượu sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ bị cao huyết áp và bệnh tim mạch. Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng ảnh hưởng của rượu và những thức uống có cồn là con dao hai lưỡi dẫn đến bệnh tim mạch. Vậy cao huyết áp, suy tim độ 1 thì có uống được sâm cau và nấm tỏa dương hay không? Thì trường hợp của bạn thì bạn vẫn có thể sử dụng hai loại thảo dược trên để giúp tăng cường sinh lý như là sâm cau, danh dương hoắc, nấm tỏa dương, đông trùng hạ thảo. Bạn sử dụng được bình thường. Tuy nhiên thì chỉ nên sử dụng những loại thảo dược trên dưới hình thức là sắc nước uống chứ không nên sử dụng để ngâm rượu. Một số thông tin tôi xin phép để chia sẻ đến với bạn.